Beckham rất mạnh mẽ. Tiếng còi đã được cất lên và có lẽ lối đã thuộc về phía Faja. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ áo số 14 của UAE Indonesia trong tình huống xâm nhập vòng cấm vừa rồi. Faja, Beckham Putra. Rio Fabi đi bóng rất thoải mái. Faja. Mới chỉ là những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, nhưng bàn thắng vừa rồi của Faja, pha lập công thứ 5 của anh tại SEA Games này, có lẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng lội ngược dòng của các cầu thủ Thái Lan. Bây giờ thì các thủ Indonesia và các cổ động viên của họ có thể mở hội ăn mừng, mặc dù thời gian của hiệp phụ thứ hai vẫn còn, dẫn trước 2 bàn và còn được thi đấu hơn người. Tấm huy chương vàng chờ đợi 32 năm.